cách đỡ đẻ cho chó, How to help the dog giving birth. Mời các bạn cùng xem cái cách đỡ đẻ cho chó Rottweiler của trại chó Rottweiler GB. Đây là Melsie. Melsie thì lần đẻ này năm 2020, đứa đầu tiên của Melsie là đứa đẻ khó. Con rất là to, đứa đầu tiên phải hỗ trợ rất khó khăn. Con da to, thai da bị mắc. Và Melsie thì bầu bụng rất to, cho nên là đứa đầu tiên lại càng khó đẻ hơn. Dùng tay để mà kích thích ở bên trong, tạo cái hỗ trợ cái đường ra nếu mà cái thai nó bị mắc. Thì thường những cái thai khó đẻ là những cái thai mà nó đã vỡ bọc ối. Mọi người mà nuôi chó sinh sản, đỡ cho đẻ thì mọi người phải có một cái tâm lý chuẩn bị trước. Việc cái con chó nó đẻ con là một cái cuộc chiến sinh tử. Sẽ luôn luôn có cái tỷ lệ, chúng ta phải xác định luôn luôn có cái tỷ lệ con chó con nó lót ổ. Thì đây mình hỗ trợ cho Melsie bằng oxytocin kích đẻ. Vì Melsie đẻ khó, rất là mệt. Với chó rốt thì mình kích đẻ 1 ml thôi. Với các giống chó nhỏ hơn thì mọi người sẽ dùng ít hơn. Và việc kích đẻ khi mà con chó nó có cơn rặn nha, chứ không phải là chúng ta cứ kích đẻ bừa bãi đâu. Rất khó khăn cho cái thai đầu tiên, xác định là mất cái thai đầu tiên, bởi vì là cái việc hỗ trợ cùng với oxytocin cùng với việc hỗ trợ thì nó kéo dài đến 30 phút. Đúng như dự đoán là cái thai đầu tiên quá to. Mình lại nói về cái tâm lý mà mọi người phải chuẩn bị là luôn luôn sẽ có những cái con lót ổ khi mà chúng ta đỡ đẻ. Khi chúng ta là một người yêu chó và chúng ta đỡ đẻ thì chúng ta phải có tâm lý chuẩn bị. Và chúng ta sẽ cố gắng hết sức để mà cứu bất kể cái thai nào. Cái sức sống của thai nó rất là mạnh. Rồi sau đây thì mình sẽ có cái chia sẻ cho mọi người cái video cái thai đẻ ra 15 phút mới có nhịp thở, vỡ bọc ối. Cho nên là bằng mọi cách, cả kích thích cái nhịp tim bằng tay và kích thích dựa vào hô hấp, hơi thở. Dù biết là cái việc mà cứu được cái thai đầu tiên này vô cùng khó khăn, bởi vì cái thời gian nó quá dài. Nhưng mà chúng ta cần làm việc gì thì chúng ta cứ làm thôi. Đấy là một sự sống, chứ nó không đơn giản chỉ là một con chó đâu. Khi mà chúng ta nuôi chó sinh sản thì chúng ta phải có cái quan điểm như vậy. Cái thai đầu tiên thì quá to. Mọi người phải luôn xác định cái tâm lý cho cái việc mất cái đứa đầu tiên. Đứa đầu tiên luôn luôn là cái đứa mà khó khăn nhất, vạn sự khởi đầu nan. Trong cái sinh sản của chó cũng như vậy thôi. Hô hấp bằng hà hơi và kích thích nhịp tim. Đây là cái trường hợp cho con bị mắc quá lâu, ngạt thở. Trong thời gian hô hấp cho con thì Melsie
tự đẻ và tha con vào. Đứa thứ hai. Thì cái quy trình mà chúng ta hỗ trợ trong cái trường hợp mà con chó nó tự đẻ được và tự cắn rốn, hoặc là nó đẻ ra và cái bọc ối nó mất rồi và tự đứt cuống rốn rồi, thì chúng ta sẽ lau cho con. Chúng ta sẽ lau cho con và kích thích để cho nó ra hết nước ối. Thò ngón tay vào miệng để tạo cái kích thích cái phản ứng mút ti của cho con. Việc mà cho con nó mút ti, nó sẽ có một cái cơ chế liên hoàn để mà kích thích cái việc mà cái con chó con nó xì hết cái nước ối nếu có ở trong cái đường phổi của nó. Trong thời gian mà chờ đợi những đứa tiếp theo thì tiếp tục nỗ lực cho cái đứa đầu tiên. Có những việc chúng ta làm trong vô vọng nhưng chúng ta vẫn làm các bạn ạ. Dù là cái hy vọng nó rất là mong manh. Và đứa thứ ba. Đứa thứ ba đã ra còn nguyên bọc ối. Rách bọc ối rồi. Thì khi mà cho con đẻ ra, chúng ta nếu mà nó đứt cuống rốn rồi thì chúng ta sẽ phải để cho chó mẹ liếm cái cuống rốn. Nếu mà nó có chảy máu hoặc là không chảy máu, chúng ta cũng nên cho chó mẹ liếm cuống rốn. Vì việc chó mẹ liếm cuống rốn nó giúp sát khuẩn cho cái rốn của chó con. Đứa thứ tư. Đứa thứ tư cũng ra không có bọc ối. Thì chúng ta lưu ý khi mà chúng ta hỗ trợ chó đẻ thì nếu mà cái cơn rặn nó kéo dài lâu thì chúng ta nên hỗ trợ bằng kích đẻ oxytocin với cái liều phù hợp với cân nặng của cái con chó của chúng ta. Khi cún đẻ ra rồi thì nếu trong trường hợp mà có bọc ối, chúng ta có thể để cho chó mẹ tự cắn bọc ối ở 2-3 đứa đầu, hoặc là chúng ta sẽ hỗ trợ tất cả các cún con đẻ ra là chúng ta sẽ xé bọc ối giúp cho chó mẹ và cắt rốn cho chó con. Thì khi mà chúng ta cắt rốn cho chó con thì chúng ta nên cắt ở cái để cái khoảng rốn nó dài 1 cm. Chúng ta không nên cắt quá ngắn và chúng ta cũng không nên để quá dài. Bởi vì nếu chúng ta để dài thì chắc chắn chó mẹ sẽ lại cắn cuống rốn, và trong cái trường hợp có thể nó cắn quá đà thì nó cắn ngắn quá. Chúng ta nên cắt khoảng 1 cm đến 1,5 cm. Dài nhất thì nên để khoảng một đốt tay thôi. Và cắt cuống rốn thì lưu ý là nếu chảy máu thì phải để cho chó mẹ liếm. Nước bọt của chó mẹ nó cũng có cái tác dụng cầm máu luôn, vừa sát khuẩn vừa cầm máu. Cho con đẻ ra thì chúng ta sẽ hỗ trợ để cho con được ti sữa lần đầu luôn sau khi đẻ ra. Cái việc mà cho con nó bú sữa luôn thì cái cơ chế hút nó giúp cho con nó sẽ xì nốt những cái nước ối còn ở trong đường hô hấp. Nếu trong cái quá trình đẻ ra cho con bị sặc ối, chuẩn bị chào đón đứa tiếp theo. Cái cách đẻ thì mỗi con nó đẻ một kiểu, có con đẻ đứng, có con đẻ nằm, có con nó ngồi nó cũng đẻ, con dễ đẻ, con khó đẻ. Tiếp theo là một đứa da còn nguyên bọc.
nguyên bọc ối. Những con chó con mà ra nguyên bọc ối là những cái con mà an toàn nhất, bởi vì là cái cơ chế hô hấp của nó chưa có hô hấp, nó trong bọc ối, nó vẫn đang được nuôi bằng bọc ối. Còn những con mà ra vỡ bọc ối, nếu mà nó ra chậm như cái con đầu tiên đấy, thì cái tỷ lệ tử vong nó cao, bởi vì nó sẽ bị ngạt. Để nguyên bọc ối thì là tốt nhất, an toàn nhất với cho con. Đây là mình hỗ trợ Melsi cả cắt xé bọc ối và cắt rốn cho con. Sau đấy thì sẽ để cho Melsi liếm cái cuống rốn cho con. Khi mà hỗ trợ chó đẻ thì chúng ta cũng không phải vội đâu. Cái sức sống của chó con nó rất là cao. Việc chó mẹ liếm chó con thì nó vừa là liếm cuống rốn, liếm bụng, nó vừa là kích thích cái việc kích thích cho chó con nó xì hết cái nước ối ở trong người ra nữa. Nó có nhiều tác dụng. Sát khuẩn rồi cầm máu, rồi kể cả là kích thích cho con xì hết nước ối ra. Và chúng ta nên lau cho con một cái phần nào đấy để cho nó khô bớt đi, nhất là mùa đông. Khi mà nhiệt độ thấp thì cái việc mà người cho con nó ướt, nó sẽ bị bắt lạnh. Các bạn phải nhớ là trong cơ thể của chó mẹ là nhiệt độ nó khoảng 39 độ, có thể là hơn. Khi mà con chó nó đẻ thì nhiệt độ của nó rất là cao. Ra bên ngoài nó sẽ có một cái sự chênh lệch nhiệt độ ghê gớm. Và đèn sưởi là cần thiết. Đèn sưởi thì một là để cho chó con nó không bị chịu cái nhiệt độ chênh lệch quá lớn, hai là nó cũng có tác dụng sát khuẩn, và ba nữa là nó giúp cho con nó nhanh khô lông. Thì mọi người lưu ý là khi mà chúng ta đỡ đẻ ấy, nếu mọi người có cho chó mẹ ăn cái nhau để mà cái nhau thai của chó con ấy, thì cũng nên cho ăn hai hoặc là ba cái thôi. Không nên cho ăn nhiều. Cho ăn nhiều nó sẽ dễ gây ra cái rối loạn tiêu hóa ở con mẹ. Còn trong cái trường hợp mà khi mà chó mẹ nó tự đẻ và nó tự làm hết tất cả mọi thứ rồi chúng ta mới phát hiện ra, thì chúng ta nên cho chó mẹ uống một hai gói men tiêu hóa để hỗ trợ nó tiêu hóa cái đống nhau mà nó đã ăn. Nếu mà chó đẻ nhiều mà chó mẹ đều ăn nhau thì rất là dễ bị tiêu hóa các bạn ạ. Thì tóm lại là hỗ trợ chó đẻ thì chúng ta sẽ giúp con mẹ. Một là để chó mẹ cảm thấy an toàn, cái việc đẻ nó sẽ thuận lợi hơn khi mà có chủ ở bên cạnh. Hai là chúng ta giúp chó mẹ cắt cái cuống rốn, rồi xé cái nhau cho con, rồi lau. Và chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ hỗ trợ cho con được ti nhanh nhất sau khi cho con đẻ ra. Được ti cho mẹ, cái việc ti cho mẹ nó sẽ giúp cho con xả được cái ối ra nếu mà nó bị sặc ối. Video hữu ích thì mọi người chia sẻ video cũng như là để lại các cái bình luận khích lệ, bởi vì chúc cho các bạn chăm sóc chó thuận lợi, nuôi chó vui khỏe. Ngày hôm nay 21 tháng 5 thì Melsi đẻ từ sáng đến bây giờ là coi như hết ngày 21 rồi. Trong bụng của Melsi vẫn còn một thai, siêu âm thấy còn một thai chưa ra.
Messi đẻ được 10 đứa. Thì lót ổ mất 2 đứa, đứa đầu tiên và đứa thứ 10 luôn. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thank you and see you again.